Đây là một cái đề bài liên quan đến thứ tự thể phép tính. Thầy thấy ở một cái trang toán vui vui ở trên mạng thì chép về đố Phương Anh. Đây, đề bài đây. Cho con tính luôn đi. Xem nào, bố cũng tính xem nào. Đố con ra kết quả bao nhiêu? Bao nhiêu? 7 cộng 7 14, 14 chia 7 bằng 2. 15. Rồi, kết quả Phương Anh đọc ra đây là 15. Tính nhẩm mà chưa cần gì cả. Lý thuyết đây nhá, ở video trước thì nhắc rồi, cũng vẫn thế thôi. Chỉ toàn nhân chia thì làm từ trái sang phải, chỉ toàn cộng trừ thì làm từ trái sang phải. Nếu mà có cả cộng trừ nhân chia thì phải làm là gì? Nhân chia trước cộng trừ sau. Nhân chia là một nhóm phép tính làm trước so với cộng trừ. Chứ còn không có nghĩa là nhân làm trước chia. Đừng hiểu nhầm chuyện đấy. Được chưa? Bây giờ vào bài thì con làm chỗ nào trước? Con lấy 7 cộng 7 trước không? 7 cộng 7 trước là sai. Phải chia làm trước. Nhân làm trước. Vậy thì phải bằng vào đây là 7 giữ nguyên. 1 cộng giữ nguyên. Ui 14 á. À? Úi giời ơi. Nhờ. Bao nhiêu? 49. Ừ 49 trừ 7 bằng. Đấy, bắt đầu xóa xóa đi rồi đấy. Bao nhiêu đây? 8. À mà không. Làm thế cũng được nhưng mà mình có thể nhanh nhanh được không? Đỡ phải cộng 8 xong lại cộng 49 không? Mình 49 cộng 1 trước rồi. 7. 7 là bằng 0. Làm kiểu tính nhanh đúng không? Đúng rồi, mình ghép là 7 trừ 7 lên đây. Mình nhấc cái này lên đây mà tính thuận tiện, cộng với 1 cộng 49 thì ở đây là 0 cộng với 50 thì bằng 50. Tại sao mình lại được ghép hai ông này với nhau? Ghép hai ông này với nhau đó là tính chất kết hợp. Còn tại sao mình nhấc ông âm 7 này lên trước? Đó là tính chất giao hoán. Giao hoán là đổi chỗ. Còn nếu không thì mình cứ làm bình thường là 8 cộng với 49 xong trừ 7 thì bằng 50. 7 trừ 7 thì vẫn bằng 50 mà, cũng chẳng nhanh hơn nhau bao nhiêu đâu. Nhưng mà nhanh hơn được một tí về mặt tư duy thôi chứ về mặt viết bài thì nó cũng như nhau ấy mà. Nhá. Nhưng mà số to hơn thì có khi có tác dụng đấy. Mình nhóm ghép nó ra không thì nó tốt hơn chứ mình cộng trừ với nhau nó lằng ngoằng lắm.